Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi yêu Việt Nam. Thì nội dung video ngày hôm nay thì đi giới thiệu cho mọi người là vườn quất và vườn quýt được ghép trên thân bưởi nhá. Thì đây là những cái cây quất và cây quýt thì cũng khá là lâu năm rồi. Trên cái cây thì còn không còn nhìn thấy những cái vết ghép nữa. Như bác chủ vườn có chia sẻ rằng là nó cũng đã được 4 đến 5 năm rồi. Đấy, cái thân này thì là thân bưởi nhá, thân bưởi. Đấy. Thân bưởi. Còn thân bưởi nhưng mà lại có cái quất ở trên thân trên quả thì là thành quất. Đôi khi rằng mọi người bảo ô sao nó lại lai tạo ra một cái giống quất mà nó lại kiểu này, thân nó to này, đôi khi là bởi chắc phải mấy chục năm mới được một cái thân quất này, nhưng nó là cái thân ghép nhá, thân ghép từ cái thân bưởi ra nhá. Đấy. Mà rất là sai quả này, quả màu vàng này, đủ 4 màu, 4 yếu tố này. Quả chín này, quả xanh này, lộc này và hoa này, lộc này, hoa này, đủ 4 yếu tố quất tứ quý nhá. Thì vừa mới vào đến vườn một cái thì điều đầu tiên là mình ấn tượng đó chính là mùi hương thơm của bưởi này, đây này, hương thơm của bưởi này, và những cái cây quất và cây quýt được ghép trên thân bưởi nó rất là to, rất ít nơi sản xuất được những cái tác phẩm như này. Đây là quýt này, đấy, quýt này. Quýt này, đấy, ghép thành các cái thế này, thân bưởi rất là to lâu năm này, đấy, già, đấy, đây này. Thì trước ngày xưa ấy, thì cái giống quýt này ấy, thì là cái giống quýt ngày xưa, đấy, giống quýt ngày xưa, giống quýt này ngày xưa thì là hay được bày ở các cái mâm ngũ quả ấy, gồm có bưởi này, chuối xanh này và bầy quýt này, ba cái yếu tố là những cái quả khác này có thể thay thế được nhưng ba cái yếu tố quất, quýt và bưởi thì không thể thay thế được nhá. Mình nhớ ngày xưa nhà ông nội mình có một cái cây quýt ấy, thì thường Tết là hay lấy về để mà trưng trên ban thờ ấy, thì dùng những cái quả quýt như này. Hiện tại thì những giống quýt như này đã còn ít rồi, nó không còn nhiều nữa, bởi vì là thường thường thay, mọi người thường thay bằng cam đường canh nhiều hơn. Cái giống quýt này thì nó khá là chua nhưng mà quả ra riêng thì ăn nó sẽ ngọt ngọt hơn. Đấy. Vào cái vườn này cảm giác cứ như là mình đi vào một cái nơi mà nó có cái không gian xanh rất là nhiều. Bởi cây nó to, thứ hai là những cái chăm sóc và những cái kỹ thuật nó khá là cao thì mới ra được những quả quýt và quả quất như này, sai như này chứ. Được không? Đấy. Quất này theo mình nó là cái kiểu như là quất thế. Quýt này, đây này. Đấy, khá là chín hết, chín đỏ hết rồi. Cái vườn quýt mà mình quay vườn quýt quýt World Cup với cả quýt ấy, quýt trái tim với quýt lục bình ấy, thì cái vườn quýt của bác ấy thì là quả nó chưa chín lắm, vẫn còn xanh, nhưng mà khi sang vườn này của bác thì là nó đã chín rồi. Đấy, đây như mọi người có thể thấy nó chín rồi, nó chín rồi thì cái nó sẽ hình ảnh của nó sẽ sáng hơn. Đấy. nhìn nó nổi hơn là quả nó vẫn còn xanh. Còn đây là quýt này, hai cây ghép vào nhau. Đấy. Cũng ghép trên thân bưởi đấy, bởi vì nó to ấy kìa mà. Còn ghép cả thêm cả cam đường canh này, đấy. Quất này, rồi cam đường canh này, đấy, quất rồi cam đường canh. Chứ không phải là có đây, cam đường canh đây, đây quất cam đường canh, cái loại này là ghép vào nhá. Đấy. Nó ghép vào. Nó to hơn nhá. Cảm giác nó to hơn với cả khi mà vào trong cái cây ấy, thì tự nhiên là lại có một cái quả nó to hơn hẳn bình thường. Đấy. Cam đường canh. Quýt ghép trên thân bưởi, quất ghép trên thân bưởi. Cam đường canh ghép trên thân bưởi nữa. Đấy. Rất là nhiều các cái tác phẩm, các cái mô hình nó khác nhau. Mình sẽ cố gắng giới thiệu hết cho mọi người ở Hưng Yên vào các cái ngày cây cảnh này thì sẽ có những gì. Đây. Những cái dù 560 này, dù 60 thì phải đấy. Dù 560 này quất này rất là sai. Còn đây là chanh tứ quý này. Đấy, chanh tứ quý này. Quả rất là vàng này. Không biết là ăn có ngọt hay không thì chưa rõ. Cái này ăn có ngọt không bác hay chua? Chanh chua. Đấy, đây là chanh tứ quý này, loại này lấy quanh năm. Ấy ơi kia, trên kia có cả tổ chim kìa. Đây đây mọi người nhìn này, hình dung ra chưa? Đấy đấy tổ chim này. Đấy, tổ chim. Đây, quất đấy rất là sai luôn này. Đấy. Bác chủ vườn đang tưới này. Chanh tứ quý này. Chanh tứ quý này là bắt đầu 1 2 năm nay dục dịch là nhiều ấy, nhiều nhà vườn làm. Đấy. Đấy, chanh tứ quý. Sau này đôi khi chanh tứ quý này lại ghép thêm một ít quất vào, hay là ghép thêm một chút quýt vào, hay cam canh.
Đấy, đây này. Đấy, rất là nhiều luôn. Nó sai quả quá. Vào vườn này của bác chăm rất là sai. Đây, những tác phẩm này. Đây còn đang tưới cây luôn này. Nhìn tưới phát nhìn quả nó bóng luôn. Mọi người hình dung ạ, nhìn tưới vào cái nhìn quả nó bóng luôn. Đấy, còn ở trong kia là bưởi này. Đấy, thì hôm nay là giới thiệu nhiều hơn về cái vấn đề là quýt ghép trên thân bưởi và quất ghép trên thân bưởi nhé. Đây rất là sai. Để một cái cây mà nó chăm chăm được nhiều quả như thế này thì cái kỹ thuật nó rất là cao thì mới quả sai và đều như thế này được. Chứ đôi khi rằng là nếu mà cứ chăm không tốt ấy, thì quả nó không được đều đâu. Và nó lại còn chín đều hết tất cả cây. Đủ bốn yếu tố, quả xanh, quả chín, lộc và hoa thì nó tạo lên là quất tứ quý nha mọi người nhé. Đấy, đây. Đấy. Chính ra mấy cái tác phẩm ngoài này mình thấy đẹp này. Mấy tác phẩm quất này. Đây. Đấy. Thì qua những video như này thì mình sẽ cố gắng giới thiệu cho mọi người những cái mô hình cây cảnh, cây ăn quả vào ở Hưng Yên vào dịp Tết năm 2023. Thì mình sẽ để lại số điện thoại của bác chủ vườn ở dưới phần mô tả nhé. Mọi người muốn mua cây hay là cần chăm sóc kỹ thuật hay là các cái câu hỏi thì có thể gọi trực tiếp tới bác chủ vườn. Đấy. Còn mình đây là chỉ đi quay giới thiệu thôi. Mình thì chỉ có hoa hồng là chính thôi. Còn những cái ngày Tết hay là những ngày này thì là cái quất này hay là những cái quýt này thì nó nhiều hơn. Thì mình sẽ chia sẻ đến mọi người. Thì là ở Hưng Yên nó có cả những cái tác phẩm như này hay là các cái mô hình như này. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu tới mọi người. Thế còn nếu mà hoa hồng thì mình sẽ chuyên về hoa hồng hơn. Mọi người thì nếu mà muốn mua cây hồng thì có thể liên hệ trực tiếp mình nhé. Hồng thì mình chủ đạo hơn, mình hiểu nó hơn là các cái cây cảnh này. Cây cảnh này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với các bác chủ vườn nhé. Quả chanh đào to thế nhỉ, to tướng ấy, chanh đào ấy, đây này, đây đây này, đấy chanh đào này, đấy. Còn các cái tác phẩm này cũng được này. Đây là vừa mới tưới xong một cái, nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó mỡ cây không đấy mọi người, nhìn không, nhìn nó khác hẳn, nhìn nó mỡ luôn cái cây đi. Ở dưới này thì là chín, ở trên vẫn xanh đấy, không phải tự nhiên làm được đâu. Đây đấy, thứ nhất là nếu mà để được cây to và nó sai quả như này thì cái bầu đất lúc nào cũng phải nhiều đất thì nó mới ăn được nhiều hơn, nó ăn được nhiều, nó chăm dễ, mà cái dễ bộ dễ nó phát triển thì là đôi khi rằng là nó sẽ hút được nhiều chất dinh dưỡng. Mình chăm được nhiều thì nó hút được nhiều, ra dễ nhiều thì mình sẽ chăm được cây, nó sẽ hút được nhiều chất dinh dưỡng thì nó sẽ nuôi được cây. Đấy, đây đây cái tác phẩm này. Đây, cũng theo kiểu cái ô cái dù đây, ô cái dù đây, đây đây này, đấy đây. Mình thấy là chỉ mình có bác vừa chủ vườn đây thì mới làm những cái tác phẩm theo kiểu này, quất mới quýt ghép vào trong trong cây bưởi thôi. Đấy. Còn các cái vườn khác thì thường là làm thuần về là quýt chứ không theo kiểu ghép như này. Đấy. Khi mà tưới cây vào nhá. Khi tưới cây vào cái nhìn nó mỡ hơn hẳn không? Sai chưa? Đoạn này sai thế. Vườn này sai dỉu luôn. Đấy. Rồi, thì video này cũng khá là dài rồi. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thì chúc mọi người có luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, có những phút giây thoải mái khi xem kênh của mình. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào mọi người nhé. Đây, mấy cây này sai chưa? Sai dỉu luôn. Có khác gì là những cái cây đa, cái cây đề ngày xưa. To đẹp không? Nhìn như kiểu cổ thụ ui. Đây này, mà khi tưới vào một cái nó nhìn cây nó quả nó mỡ ngay.